trong những cái thầu của anh á thì anh thấy là thầu kiến á là làm tương đối là ok. Thầu đó được, anh chưa trả tiền nữa. Nói chung là ai mà đứng đòi tiền là được hết à. Một thằng nhận được triệu mấy mà làm 4 ngày là ngày khoảng chừng 300-400 cỡ đó đúng không? Lộn rồi sếp ơi, hai sàn mà có 3 thằng làm à, một ngày được 1 triệu mấy ngày á. À đúng rồi ha. Bởi vì cái nguyên tắc làm phòng game của anh Di độc quyền luôn, bảo đảm mày không ai có hết á. Anh lót thảm và gỗ. Wow. Nó sàn của anh là một là gỗ, hai là gạch, nó rất là sập và rất là clean. Thảm chứ không phải gạch sếp ơi. Một là gỗ, hai là thảm. Nó lộn mày làm ghê mày. Con vợ má thằng này nó quay phim hay mày ngồi mày sổ lưng hoài vậy? À, chào mừng mấy em đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn. Và như đã hứa cho tụi em, hôm nay anh chơi thầu khô máu. Thầu thì nó có nhiều thầu lắm em. Bữa nay anh sẽ chơi thầu thảm nè. Đó, thầu thảm quận 9 nhớ chưa? Hôm qua anh up 2 tấm hình. 2 tấm hình là cái sàn quận 9 của anh đó, mỗi sàn nó khoảng chừng 250m2, mét vuông thảm á. Thì 2 sàn là 500m2. Đó, cái ngõi thầu của anh nó lấy 15 triệu tiền thợ. Cái mình nhắm đầu nó 15 triệu tiền thợ mà cái sàn đó thấy 3 thằng lắp. Một thằng, 3 thằng nó lắp, nó vừa lắp mà nó vừa chơi Zalo hết 2 ngày. Rồi mà vậy thì 3 thằng 2 ngày có chứ 6 thằng mà 2 cái nó coi như 12 thằng. 12 thằng mà nó lấy 15 triệu. Có làm thơm mày. Ủa vậy tính ra làm nó giàu hơn mấy ngồi bên văn phòng. Đúng không? Nó làm 2 ngày thì nó được 1 triệu mấy rồi đó. Đúng không? 15 triệu ngày là 2 ngày. Ủa tao tính đúng mày. Sai hả? Tao tính lại đi. Từ từ tao làm là tính lại nha. 3 thằng thợ mà một sàn nó làm dài lắm, nó người vừa làm vừa chơi. Một sàn nó làm 2 ngày. Đúng chưa? Mà nó làm 2 sàn. Đúng chưa? Vậy tính ra là 4 ngày. Đúng không? 4 ngày nhân 3 là 12 công. Đúng không? 12 công. 12 công mà nó làm 15 triệu là 1 triệu mấy một thằng. Một thằng nhận được triệu mấy mà làm 4 ngày là ngày khoảng chừng 300-400 cỡ đó đúng không? Lộn rồi sếp ơi, hai sàn mà có 3 thằng làm à, một ngày được 1 triệu mấy ngày á. À đúng rồi ha. Sao kỳ ta, nên tao rối vô đó mày ơi. Nó sao tự nhiên sao kỳ vậy? Vậy thằng tới 1 triệu mấy lần hả? Một thằng 1 triệu mấy một ngày á sếp ơi. Thằng 1 triệu mấy ngày? Thằng được tới 1 triệu mấy ngày á sếp. Ừ đúng rồi, 3 thằng. Đúng rồi, thằng 1 triệu mấy ngày. À, sao lương cao mày? Hay tao bị dụ? Hay là tại cái nghề này nó khó? Em cũng thấy khó mà. Khó khỉ gì mấy, thảm cãi rồi thôi ba. Thảm gì ạc nè. Nói cái mẹ nó nhiều ngày, chuyện đó tụi em biết rồi đó, tụi anh không nói nữa, mệt quá, giờ có con thầu đang coi nó buồn. Đúng không? Nhưng mà thầu này á, thiệt chứ em, nó làm anh nhiều công trình lắm. Anh cúng cũng mấy tỷ rồi đó. Thầu á nhiều lắm, làm gỗ, làm bàn, làm ghế, làm lum la hết á. Xong rồi giờ kim luôn màn trải thảm nữa. Tại biết sao có cái màn trải thảm không? Tại vì á, phòng game phải có thảm, chứ phòng game lót gạch sao được ông nội. Phòng game của anh mày không thấy cái nào lót gạch hết á. Tại vì quan điểm của anh đã nói một lần và mãi mãi. Bây giờ gạch nhiêu mét? Từ 300 tới 500 ngàn mét chưa công. Đúng không? Bây giờ mày lót gạch vô á, rồi bể thả tạ bể gạch sao? Cái đó không được. Đúng không? Đợi về lót gạch không tha tạ, lót gạch đi mốt nó cũng trầy gạch vậy. Cũng đâu được, không có giá thương mại, anh lót gỗ. Bởi vì cái nguyên tắc làm phòng game của anh Di độc quyền luôn, bảo đảm mày không ai có hết á. Anh lót thảm và gỗ. Wow. Anh lót thảm và gỗ thôi. Nó có những thằng nó đầu tư cái phòng game, cái sàn của nó nhìn nó màu mè qua lá hẹ lắm em. Nó vẽ này vẽ kia đồ lên nhìn ghê lắm. Nó nhưng mà sau một khoảng thời gian là cái như nó bong hết màu là nhìn thấy ốm. Nó còn cái sàn của anh nó đơn giản. Nó sàn của anh là một là gỗ, hai là gạch, nó rất là sập và rất là clean. Đó, nên tụi em vô. Thảm chứ không phải gạch sếp ơi. Một là gỗ, hai là thảm. Nó lộn mày làm ghê mày. Con vợ má thằng này nó quay phim hay mày ngồi mày sổ lưng hoài vậy? Ok. Nên ở bên quận 9 của anh 4 sàn. 2 gỗ, 2 gạch. Ủa lộn, 2 gỗ, 2 thảm. Thảm này là thảm gạch này. Tao nói lộn hoài, thảm này thảm gạch.
thảm vuông vuông á, miếng 5-4 miếng mét vuông á, thảm này nhập bên Tàu á, nói luôn nhập bên Tàu. Ở Việt Nam cũng có mấy ông báo giá nữa mà tao thấy thôi mệt quá tao nhập luôn mày. Tao bởi vậy anh mở cái phòng ra giang hồ rít kiếm ăn quanh được lắm. Nhiều thằng không ghét lắm chứ giỡn. Thật á, thật sự anh mở phòng ra tại vì anh cái gì anh nhập cũng được hết á, anh thích tự nhập thôi à. Bữa hổm anh nhập thảm á, anh nhập một container về anh để anh làm 3-4 phòng luôn. Đó, nên bây giờ anh phải thuê thằng nó ngồi nó lót thảm cho anh. Đó thì thuê cái đội này lót thảm, nó lót ra cái hình như vậy đó đây. Nó lót ra cái hình nữa xong rồi nó đòi tiền. Đó, anh ơi, giờ trả được không mấy em? Trả được không? Giờ tụi em comment vô nhìn hình tụi em thấy trả được không? Nhiều khi cũng sôi máu lắm chứ. Mà giờ là mình gặp thầu của mình sực nó, mình la nó. Thì nó lý do lý trấu, nó này nọ kia, nó nói là thôi anh ơi, giờ để dơ luôn đi. Chứ giờ lao chi mốt rồi anh đi ra đi vô nó dơ nữa. Nói cũng có lý, mà nghe thì lại không có lý. Nó nói thì đúng về hiện tượng mà nó sai về bản chất. Em hiểu không? Tức là bây giờ mày bàn giao cho tao thì mày phải bàn giao sạch cái đã. Rồi còn thằng nào nó đi dơ tao chặt giòn đó sao? Hồi đằng này á, nó nói vậy đó. Tại cái phần ban công ở ngoài anh chưa làm. Cái phần ban công nó chưa làm. Cái phần ban công anh rất là nhức đầu mấy em. Anh nhìn ban công má ơi, ban công nó phẳng lì, nhìn nó yếu yếu sao á. Hồi trước cái ban công nhìn anh rất là suy nghĩ phần mặt tiền á, mặt tiền quận chính á. Cái giải pháp nó làm cho anh đau đầu quá. Cái mặt tiền quận chính khi nó lên hình rồi đó, nó lên form rồi đó, nhìn thấy nó yếu yếu. Nó mang tới chất ghim. Nó kiếm chữ nhét cũng có chỗ nhét chữ luôn á, hề luôn. Mà mặt cái cây gặp cái cây to đùng ở trước nhà nữa, nó mát kinh khủng, nó che nguyên mặt tiền luôn mấy em. Hôm em đi ngang quận chính nó nhiều khi kiếm nhà không ra đó, có cây che đó. Nên bây giờ á, cái quận chính á, anh đang suy nghĩ là phải làm cho nó giật ra giật vô, giật ra giật vô cho nó mặt tiền nó có khối. Đó, nó có khối thì nó chưa có hoàn thiện phần mặt tiền đó. Nên bây giờ cái bọn thảm mà nó lau sạch á thì á, mấy thằng làm mặt tiền nó đi ra đi vô giờ thảm của nó không chịu. Nó đưa anh cái thảm tỏ xi măng không vậy đó, đóng rác còn chưa đổ nữa, nhắc tao đóng rác mới nhớ. Trời ơi má, không có con khứa nào không biết không, phe mình hay phe giặc nữa. Nó đốt rác trước nhà tao mày, nó đốt rác mà nóng luôn á, không biết nào đốt. Nó đốt mà cái lúc đó là cái dòng cái máy Mỹ của anh nó đang chỉ xe tải về. Cái máy Mỹ của anh nó về đường 7 xong chỉ vô quận 9 đó. Nó đốt rác mà rác cháy, muốn tưởng nó cháy cái xe luôn. Chơi vậy đó mấy em. Đó, chơi vậy đó. Thôi quay lại à, anh làm phòng gym á, anh cũng tiết kiệm được nhiều thứ lắm đó nha. Tại vì sao? Tại vì thảm là anh nhập. Anh thảm anh nhập chứ thảm anh không có mua ở Việt Nam mày ơi. Mấy cái đồ này anh nghĩ chắc nó cũng mày có cái màu tàu thôi à. Đó, anh không có mua ở Việt Nam. Thảm này anh nhập hết. Có ví dụ mà thảm của anh nó lấp dễ ẹt mà sao lấy công cao vậy? Nó lấy cao lắm, lấy 15 triệu đó. Mà cái thảm của anh không có miếng keo nào hết á. Wow. Chứ keo là dơ là xưa ba, hôi gình ra chơi. Đúng không? Mấy em sẽ thấy là mấy cái thằng mà trải thảm á, nó đi lớp keo ở dưới. Định nó thảm lên xong lấy xe nó cán. Trời ơi má, độc hại lắm ông ơi. Dính vô mấy keo con chuột đó, trời ơi. Độc hại kinh khủng luôn á. Mỗi lần á, ở bên Bình Tân anh nè, cái thảm lúc đầu là có làm keo, đi ngang má chịu không nổi, nó thôi mà cố luôn, mùi keo mà. Còn thảm của anh là thảm thân thiện môi trường. Anh là chơi không có keo, mà ở dưới nó bắt bằng mấy con ốc, bốn ốc. Đúng không? Bốn ốc, ví dụ như này, hai miếng thảm đi kịch phát một, tụi bay trên đâu thấy đâu. Ở dưới, mặt dưới nè, nó con ốc. Tức là tụi nó ghép thôi, tụi nó lấy ốc để ra, lấy thảm, lấy chân, đặt lên, lấy thảm đặt lên, lấy chân đặt xuống kịch là xong rồi đó. Là xong rồi đó. Thảm anh lắp rất nhanh và tháo rất dễ. Thay cũng dễ luôn nữa. Thay dễ lắm, mốt miếng nào hư lấy thay miếng đó thôi à. Nó là cái thảm đó là thảm chịu lực, thảm cao su này nọ kia. Đơn giản thôi, anh làm sàn nó chỉ vậy đó mấy em. Mà nở lòng nào má chém anh. Nó chém 15 triệu ông nội ơi. Mà cái công trình quận chính của anh đó, hôm nay á nó đang bị kẹt thầu mấy em. Anh nói thiệt, cái kinh nghiệm này kinh nghiệm xương máu luôn. Ông không nói là không được. Bây giờ á mà muốn á mà công việc nó nhanh á thì phải là vậy, bên bển nó có thằng thầu tổng, mình đi họp với thầu tổng á. Mình đi phải cho nó hàng, nó amino kem rồi vô, má mày uống hai là vô, tao không cái đi không nổi. Để chi vậy? Chỉ đạo công việc cho nó nhanh. Đúng không? Để chỉ đạo công việc cho nó nhanh. Chứ bây giờ á, nói thôi giờ à, thằng gỗ đợi kiếm, đợi sơn, đợi la phong, đợi quét sàn, đợi hồ. Vòng vòng đó mày đợi chừng nào xong. Thôi giờ mày thà cho mày này đi, mày ngồi uống. Như là để tỉnh táo, tập trung, deadline rút xuống.
deadline cũng xuống chứ. Chứ bây giờ á, mày thấy không, mấy cái nhà nó xây á, lúc mà lên tấm lên nhanh lắm, lúc mà lên tấm lên siêu nhanh, mà lúc mà nó xong cái nhà nó siêu lâu luôn, nó bị kẹt tùm lum tùm đùn 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 trong đó đó. Tại vì khi mà tụi em xây nhà phần thô á, là khi trong quá trình mà xây phần thô á, là cái công việc nó có con thầu một thôi à, con thầu xây dựng nó làm với thằng kéo sắt, thằng thầu là thằng bê tông đúng không, chứ thằng kéo sắt cũng lắm kêu ngoài vô, ê mà kéo tao sàn này 2 ngày xong sắt đi rồi tao đổ bê tông, đơn giản. Ô mới xong rồi còn vô cái trong cái nhà đó, nào là chống thấm, chống dột, chống lũng, rồi bả ma tích, rồi sơn, rồi thạch cao, rồi tường, rồi trần, rồi phen ống nước, lắp dây điện, bóng đèn rồi. Trời đất ơi, mày thấy không, bây giờ quận chính của anh chưa xong nữa, đâu có lắp xong bóng đèn, bây giờ đang bị kẹt cái gì, đang bị kẹt mặt tiền nó tú tát, cái sân còn chưa xong. Chừng nào mày hỏi tao quận chín chừng nào khai trương, mày đi ngang mày thấy cái sân nó đẹp đi biết cần khai trương rồi đó, mà cái sân bây giờ nó còn chưa làm được nữa nó còn ở nó. Bây giờ quận 7 hả, bây giờ quận 7 nè, nó mới gửi hình nè, chỗ nhìn ngổ ngang chưa đâu ra đâu hết. Tối ngày lên mạng hỏi anh Di ơi, chừng nào quận 7 khai trương, chừng nào quận 7 khai trương, ai biết nào khai trương. Nên mệt lắm, nên chán lắm. Khi mà tụi em xây dựng một cái nhà đó là chắc chắn là tụi em bạc đầu, đúng không, mà kiểu gì thầu nó chả ăn trên đầu trên cổ. Nhưng mà cái thằng nào nó thương mình á thì nó ăn chút đỉnh thôi, còn thằng nào á mà lấy cơ hội á thì nó cạp một khúc luôn, đúng không. Mà thầu nó có nhiều loại thầu lắm, trời ơi. Bữa nay kìa, chuyển tiền cho thằng Điện Thông Minh, không biết nó làm được khỉ gì chưa chuyển. Xong rồi mình gọi điện thoại nó, mình nói ê làm được gì chưa, kêu chuyển tiền hoài vậy. Nó nói nè, em lắp cho anh được mấy máng nhựa rồi. Ủa má, ba gai không? Ủa mày lắp mấy máng nhựa rồi, điện thông minh nằm chỗ nào? Điện thông minh nó nằm ở thông minh anh. Nói rất trừu tượng luôn, chả biết sao đó, để tìm hiểu lại. Có thằng sàn gỗ á, thằng sàn gỗ thì thằng đó nó làm tương đối dễ thương. Thằng sàn gỗ này á thì nói chung mà chả muốn nói nữa. Mẹ nói tới gặp thằng bố nào cũng sợ vợ. Nhiều khi làm ăn á mình nói chuyện nặng nề thì tội nghiệp người ta, nhưng mà cái thằng đó nó sợ vợ lắm mày ơi. Trời đất ơi, nhìn để hầm râu ria rồi nhìn men như Trương Phi vậy nha. Vậy mà sợ vợ á, vậy để em hỏi vợ em cái, ví dụ này để em hỏi vợ em cái, vào được anh em làm ok hết, em hỏi qua vợ em cái. Vợ tính tiền, vợ báo giá, vợ sức quá đơn, vợ lo từ A tới Z thằng chồng đi thi công. Đó, làm sàn gỗ cho anh á. Chuyển hết gỗ vô quận 9 rồi. Rồi chuyển hết gỗ quận 9 rồi xong rồi mới đòi tiền, à, vậy thì được. Như vậy thì được. Đó. Trong những cái thầu của anh á thì anh thấy là thầu kiến á là làm tương đối là ok. Nên mấy em nào có công trình về kiến á mà lớn lớn á thì anh có thể giới thiệu. Còn đương nhiên là mấy cái nhân kiến tủ thuốc thì không ai làm đâu mày ơi. Thầu nó không làm đó, làm kiến sifa loại lớn, hệ cửa rồi vách viết rồi tất cả mọi thứ á. Thầu đó được. Anh chưa trả tiền nữa. Nói chung là ai mà đứng đòi tiền là được hết à. Còn ông nào mà cứ gặp anh Duy Nguyễn mà thôi đòi tiền anh ơi, chuyển khoản cho em nó dẹp mẹ đi. Là đánh giá mày nè, năng lực không có. Năng lực không có tức là tiền vốn không có đó. Tiền vốn không có làm ức chế lắm em, đúng không? Thí dụ tính năng nó ra làm sao chưa biết, nhưng mà trong cái quá trình làm nó cù nhây cái kiểu mà không, cái người đi làm không có tiền đó, rất bực mình và khó chịu. Đó là tụi em chưa gặp thì tụi em chưa biết, anh thấy vậy đó. Chán quá. Trời mưa, trời gió, quốc khánh, quốc lễ, lùm la hết trơn, cát cội. Không biết tụi em giờ sao, chứ anh giờ anh mệt quá mấy em. Giờ đâu kiếm cái gì chơi mới đi massage nữa ta. Nó tóm lại vẫn giờ vẫn tức thằng Thảm nha. Ông mới tức Thảm mà chém quá. Mai mốt để kêu thầu khác rồi lại chạy Thảm á. Có người rồi, có người nói lên post trên Facebook rồi nói anh ơi kêu em đi này nọ, em tới em làm free cho anh, là làm cho idol làm vui rồi, không biết nói thiệt không hay là nói xạo đây. Còn quận 9 nữa. Ủa lộn, quận 7 chứ, quận 7 của anh cũng y chang quận 9, cũng Thảm cũng thiết vậy đó. Nhưng mà sau này á, anh bên quận 9 với quận 7 nó sẽ có một khu, đó là khu không phận sự miễn vào dành cho BT thôi, khách thường không được vô luôn. Lúc đó sẽ cho BT tập dàn máy chạy bộ son, không có tập dàn speed được chung với khách thường nữa. Tập chung khách thường này nọ nó không có được chuyên nghiệp mà nó không được sang lắm á. Nên sau này anh sẽ tính là một khu chạy dành cho BT thôi, mới nghỉ ra sáng nè, để giờ làm thử. Mệt quá, nói chung mình cũng không có chuyện gì đâu mấy em ơi. Chia sẻ chút xíu về chuyện xây nhà, xây gỗ này nọ đó. Nói chung mà báo cáo tiến độ cho mấy bạn hiểu, để mấy bạn đừng có sốt ruột quá về mấy cái bên quận 9, quận 7 nha.
Rồi xong rồi đó, nghỉ đó. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu. Hải Bánh 3 triệu. Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.